Cầu Đông Trù mất khoảng 1 phút đi xe. Các tuyến đường rất quan trọng như đi ra sân bay Nội Bài, nếu tính ra đi khoảng 30 phút. Cầu Đông Trù mất khoảng 1 phút đi xe. Các tuyến đường rất quan trọng như đi ra sân bay Nội Bài, nếu tính ra đi khoảng 30 phút. Rất thuận lợi, đường xá thì thông thoáng, cũng như cái tập trung ở đây là rất nhiều những cái gọi là khu vực về thương mại rồi là dịch vụ, là rất rất đầy đủ. Rất thuận lợi, đường xá thì thông thoáng, cũng như cái tập trung ở đây là rất nhiều những cái gọi là khu vực về thương mại rồi là dịch vụ, là rất rất đầy đủ.